chào các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. Exeter 105, độ phong cách LC 105, giản đơn nhưng bao chất. Mặc dù cái sự ra mắt đình đám của chiếc Exeter 110 khiến cho cái chiếc Exeter 105 chìm hẳn và đã bị ngừng sản xuất, tuy nhiên cái dòng xe này vẫn hút được rất nhiều dân chơi xe và vẫn còn cái sức hút ảnh hưởng rất lớn đối với giới biker trong nước. Chiếc xe này được sơn cái dàn áo tựa như mẫu LC 105 đến thị trường Mã Lai. Bên cạnh đó còn có thêm cụm tăng tốc Puma cho anh chỉnh ga được ngắn hơn, giúp xe tăng tốc nhanh hơn. Đời mới up bi trước thuộc cái mẫu LC 105 version 3, đĩa da Yes ở trước có cái size là 265mm, to hơn zin khá nhiều nên phải làm lại phát heo dầu. Cây bồ DBS kết hợp cùng với cái cổ bộ inox trong sát xe là nhẹ nhàng, thon gọn hơn, nhưng lại cho ra thứ âm thanh quy lực khi chủ xe lên ga lớn. Mâm da Yes là một lựa chọn hợp lý cho bất kỳ những mẫu xe nào muốn tạo ra cái sự khóa cách cho dàn chân của mình. MX 100 độ cái dàn đồ chơi làm ngập thở người xem. Sau cái kiểu dáng nhỏ gọn phù hợp bóp dáng người Việt, nên cái chiếc MX 105 đã tạo cho người chơi những phong cách là khác biệt mỗi khi xuất hiện trên phố. Không chỉ dừng lại đó, vừa qua một biker Việt đã chọn lại chiếc xe của mình cùng những loạt món đồ chơi hàng hiệu, làm cho em nó trở nên hiện đại hơn. Phần ký đông xe độ được nhìn rất trầm hổ với một loạt món đồ chơi như cụm thắng của Rainbow Asset, cụm con dầu cùng thương hiệu, đi kèm bình dầu Rizoma rồi rất là hiện đại, hình quả trứng siêu dễ thương. Pencom bên dưới thương hiệu của Raceboy đình đám. Nhìn xuống chèn chân trước thấy được một góc ảnh quen thuộc. Heo dầu Fando 4X đối xứng đi kèm cái đĩa Abido. Số kẻ đôi CNC nhìn rất là cứng cáp, liền lạc, ôm theo cái sườn xe rất là hài hòa. Nhìn xuống chèn chân sau thấy được góc ảnh Phục Colin bình dầu rời cùng với heo dầu 4X đối xứng được phay CNC hình ngôi sao màu đỏ rất nổi bật. Sử dụng cái bô độ hai ống xả được nằm dưới cái đèn hậu tạo ra cái sự hài hòa phá cách cho xe. Ốp gấp CNC kéo dài làm trọng tâm xe thay đổi, nhìn vào có vẻ mới lạ hơn. Nhìn chung thì xác xe còn quá nhiều món đồ chơi, nhưng do những góc ảnh chụp nghệ thuật là chính không show ra được hết những món đồ chơi nên các bạn thông cảm nha. Cảm ơn bạn đã theo dõi này, hẹn gặp tiếp, nhớ like, share, subscribe.